Kính chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hôm nay có dịp đi theo ba lên quận 3 đi cưa cây xoay ke nha quý vị. Giờ này cắt búi luôn. Chế nào? Gì mà đang chế đâu? Mua luôn hả? À, cái máy cưa luôn đó vậy. Xuất ra hiện á. Quá trời trái xe kê luôn nè quý vị. Mình
đọt. Chủ nhà quay phim luôn quý vị. Cột cái đó dùng thế để xả từ từ nha quý vị. Đó có người chặt nha quý vị. Chặt một hai dao này thấy sợ rồi đi nghỉ. Không dám chặt nữa. Đỡ bụng cho cái thai luôn. Kê có đặc biệt là rất là nhiều mũ và ngứa luôn quý vị. Thank you.
biệt danh vô khỉ quá vậy. Mới đó mà leo lên đó rồi. Mình quay không kịp luôn. Vậy là sẽ hạ cái đọt đó. Treo dây cho nó quật vô trong sân nhà. Phía ngoài kia là cái đường hẻm nhỏ hồi nãy mình quay rồi đó đi nha. Bây giờ sẽ lấy thêm một sợi dây nữa để cột treo nhánh đó. Bây giờ sẽ cưa cái nhánh này nè. Em mình sẽ kéo xuống đất. Cột kéo về để nương lại bớt như cái gì. Cái này dễ em nè, kéo nó. Thôi ra. Mà sẽ giá xả dây từ từ nào quý vị. Hai người kéo luôn quý vị em. Chủ nhà kéo phụ luôn. Thôi. Bữa nay chú Chiến ra tay cưa thử cho quý vị. Chú Chiến sẽ đổi qua làm cưa cây luôn đi chơi. Chứ là do mót. Mót lần sau anh? Em đã, đã. Ờ, nó đã rồi. Giờ thay mình nghĩ chắc là cột có nhắm luôn. Cái gì? Thấy rồi. Ông ơi cho con hỏi ba con cưa ông thấy thế nào? Cưa thì tốt rồi chứ cái gì? Dạ. Cưa dễ là cây cấu rồi, gió rồi nó lớn rồi nó có sự có gì không hay nó xảy ra à, như cái trường học của bà chồng như thế. Ở chỗ nhà nói vụ là cũng khó khăn vậy. Dạ. Thành ra hại là tốt nữa. Dạ. Cảm ơn ông. Ừ. Lắm. Nhánh này nhỏ như quý vị. Chiếc dây tùm vô, chiếc dây tùm vô. Còn như cái gì? Bây giờ sẽ cắt nhánh này như cái gì?
Vì cũng dây nhánh ngắn nên ba mình định phụ nha Huy. Đi. Dùng sợi dây luộc kéo cộng mấy sợi dây điện luôn quý vị. Hãy nhắm xuống. Trên cao dùng sức rất là nặng luôn quý vị. Nặng gấp mấy lần ở dưới đất. Giờ sẽ cắt phần đọt nó quý vị. Mình cắt về để cho cột dây cho đường chạy như vậy. Tại vì cái ống này ngắn, cột dây nó sẽ bị tuột. Vậy đang cho sợi dây nương bóp lại như vậy. Giờ chắc phải lên trên chồng xuống để cưa cái đó. Xả công dây trên đọt xuống nha quý vị. Đông đông vô dây đó nha. Chuyển ngơi 1-2 giờ. Tôi đéo được gì. Còn có người phụ nha quý vị. Anh Mẫn buông máy. Buông máy để phụ ngồi. Trúng rồi ba.
bự nè quý vị. Nó chỉ là cái nhánh thôi mà nó bự quá trời nha quý vị. Quá trời khán giả hâm mộ nè quý vị. Sử dụng dây thân bằng đi ra ngoài nhánh như vậy. Thắng lấy dây cột luôn. Nay là ngày đầu tập sự luôn nha quý vị. Trên cùng một sợi dây. Quờ gùng gừng cây luôn quý vị. Bắt chớn thả vô trong. Rồi lấy đà thả vào trong nha quý vị. Đã có nguyên một đọt luôn quý vị. Sử dụng một sợi dây kéo. Trong mũi quá trời mũi. Anh Tùng đang đưa cây sa khê này trời đổ mưa băng hết. Đang mưa nắng luôn nha quý vị. Bỏ máy để phụ vô khỉ nha quý vị. Bữa nay không có nhân lực.
cái hình luôn quý vị ơi. Chỉ có chiếc đồng tháp kéo nổi cây bự thôi. Chỉ có chiếc đồng tháp kéo nổi lúc cây bự như thế. Thầy cắt xéo xuống cho nó chọt xuống luôn quý vị.